Hôm trước thì tôi xúc động là được Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ra sân bay đón đoàn và trao cái bó hoa tươi thắm, thì đúng là cái cảm xúc của tôi rất là xúc động. Và tôi ngay cái hôm mà tôi thi đấu ấy, thì tôi được biết là Bộ trưởng cũng đã bay sang Brazil để theo dõi cũng như động viên đoàn. Và ngay hôm đó thì chúng tôi đã giành được tấm huy chương. Và đấy là một cái điều gì nó rất là khó giải thích. Một cái điều may mắn, có lẽ là Bộ trưởng cũng là người Huế, người Quảng Bình. Người Huế thì tôi cũng có chung một cái miền đất, giải miền Trung nắng cháy và kiên cường, cũng như là anh dũng trong đấu tranh. Thì cái người miền Trung rất là quý mến, yêu người. Thì có lẽ là đó một cái gì đó nó rất là cái duyên. Và khi Bộ trưởng đến thì đoàn của chúng tôi đã hoàn thành được cái xuất sắc được cái nhiệm vụ là giành tấm huy chương vàng. Cái này thật sự là rất là vui. Tôi cũng nghĩ rằng là đó một cái Bộ trưởng cũng đã đem lại một cái niềm may mắn cho đội tuyển bắn súng nói riêng và đoàn thể thao nói chung.